Theo đó, vào chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự trực tuyến hội nghị cấp cao ASEAN-Nga lần thứ tư, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Nga. Hội nghị nhấn mạnh ý nghĩa của kỷ niệm 30 năm ASEAN-Nga, hoan nghênh những tiến triển trong quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga và thông qua kế hoạch hành động toàn diện giai đoạn 2021-2025. ASEAN và Nga khẳng định hợp tác chặt chẽ đẩy lùi dịch COVID-19, phối hợp trong các nỗ lực phân phối vaccine an toàn, hiệu quả và công bằng đến với người dân trong khu vực. Tại hội nghị, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, đối thoại, trao đổi thông tin về ứng phó thách thức an ninh, đóng góp vào hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực, như tham vấn cao cấp về các vấn đề an ninh và đối thoại ASEAN-Nga về các vấn đề an ninh trong công nghệ thông tin. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh ASEAN là đối tác chiến lược tin cậy của Liên bang Nga. Nga sẵn sàng hỗ trợ ASEAN trong phòng chống, kiểm soát đại dịch, giảm thiểu các tác động tiêu cực về kinh tế xã hội. Tổng thống Putin khẳng định Liên bang Nga sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các diễn đàn do ASEAN chủ trì, ủng hộ vai trò trung tâm và nỗ lực của ASEAN, thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin. Các nước nhất trí năm 2022 là năm hợp tác khoa học kỹ thuật và công nghiệp ASEAN-Nga, cam kết sẽ phối hợp cùng thúc đẩy thương mại, đầu tư, khôi phục và ổn định các chuỗi cung ứng, tăng cường hợp tác giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu với ASEAN. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh là đối tác chiến lược toàn diện và bạn bè hữu nghị truyền thống của Nga, Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác cùng có lợi giữa ASEAN và Nga. Thủ tướng nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục khai thác những tiềm năng to lớn, đồng thời tận dụng những kênh kết nối sẵn có như Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Nga, các diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg và diễn đàn kinh tế Viễn Đông giúp thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường của nhau. Thủ tướng trông đợi Nga tiếp tục tham gia tích cực vào các diễn đàn do ASEAN chủ trì, ủng hộ vai trò trung tâm và nỗ lực của ASEAN thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế, ứng phó hiệu quả với các thách thức nảy sinh, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, trong đó có an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông.